Sáng nay, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang đã tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và khai mạc lễ hội hoa Xuân Quan lần thứ 3 năm 2023. Đến dự có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Giang, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Năm 2020, sau khi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Đảng ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các thôn hoàn thiện và nâng cao hơn nữa các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Trong những năm qua, tổng nguồn vốn cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới toàn xã là gần 250 tỷ đồng. Mọi nguồn vốn đều được tập trung cho các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi, trường, điện, để các tiêu chí sớm đạt theo đúng quy định. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt gần 88 triệu đồng một người một năm, cao gấp 1,45 lần so với thu nhập bình quân đầu người năm 2020. Xa xưa thì trồng lúa, trồng ngô, rồi là sau đấy thì mọi người đổi mới thì xây dựng nên một cái làng hoa Xuân Quan. Quê hương so với 10 năm về trước thì đổi thay quá nhiều. Tôi cũng giống như là người dân Xuân Quan, rất là vui mừng, hãnh diện, tự hào của làng quê Xuân Quan và chứng kiến một hội hoa phải nói rằng là vô cùng rực rỡ. Cùng với việc tổ chức đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã Xuân Quan đã tổ chức khai mạc lễ hội hoa lần thứ 3. Lễ hội được tổ chức 3 năm một lần để người dân cả nước có dịp được thưởng lãm, tham quan và mua sắm. Lễ hội có khoảng 200 gian hàng hoa tươi, cây cảnh, đặc sản và hàng thủ công mỹ nghệ của người dân địa phương. Thời gian diễn ra lễ hội từ nay đến ngày mùng 1 Tết Dương lịch năm 2024. Đây là dịp để các nhà vườn quảng bá các mẫu mã hoa mới, trao đổi kinh nghiệm và ký kết hợp đồng tiêu thụ hoa. Tại lễ hội có nhiều hoạt động như triển lãm hoa, cây cảnh, đặc sản và hàng thủ công mỹ nghệ, thi đấu và trình diễn các môn thể thao dân gian, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, tổ chức các cuộc thi về hoa, cây cảnh, nấu ăn, vẽ tranh, viết thơ, phát động các hoạt động bảo vệ môi trường. Cảm nhận là đến hội hoa này ở quê nhà mình làm như thế này là rất là đẹp, rực rỡ. Lần đầu tiên đến đây thì cũng cảm nhận được là quê mình như thế này là quá tươi đẹp. Chị em đã rủ nhau và câu lạc bộ rủ nhau đi thì rất là phấn khởi, rất vui. Tức là cách đây mấy năm đã đến một lần nhưng mà năm nay đến đây thì rất là đẹp và tuyệt vời luôn. Lần này là lần thứ hai, sang đây cũng là rất sớm nhưng mà cảm thấy cái không khí của ngày mở màn như thế này là phải nói là tuyệt vời. Xã Xuân Quan được công nhận làng nghề hoa cây cảnh năm 2017. Hiện làng nghề hoa cây cảnh Xuân Quan có tổng diện tích đất canh tác gần 200 ha với khoảng 1.300 hộ chuyên canh trồng hoa. Nhờ nằm ở vị trí thuận lợi để giao thương nên Xuân Quan đã phát triển thành một vùng trồng hoa trọng điểm của tỉnh Hưng Yên, làng hoa lớn ở miền Bắc. Lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 và lễ hội hoa Xuân Quan lần thứ 3 mở ra một chặng đường mới là tiền đề, động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây quyết tâm phấn đấu giữ vững danh hiệu đạt được, tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, quảng bá, xây dựng thương hiệu và hình ảnh làng hoa Xuân Quan tới đông đảo người dân cả nước.